hẹn hò qua mạng hiện tại không còn là chuyện gì quá xa lạ nữa rồi. Ở thời đại mà công nghệ phát triển, chúng ta vẫn có thể giao tiếp, trò chuyện, nhìn thấy nhau qua màn hình, thế nên, từ một mối quan hệ bình thường phát triển thành tình yêu cũng chẳng có gì gọi là quá đáng. Cô gái đến từ Trung Quốc dưới đây cũng đã quen biết bạn trai mình thông qua Internet như vậy. Nữ chính của chúng ta trong hiện thực vốn là một cô nàng khá nhút nhát, tự ti, không giỏi giao tiếp, nhất là với người khác giới. Nhưng cũng may là khi trên mạng, cô nàng cảm thấy thoải mái hơn. Chính vì thế, cô đã gặp được một chàng trai, cả hai trò chuyện ăn ý và cũng trao đổi hình ảnh với nhau. Dù qua ảnh, biết chàng trai trông khá mập mạp, không thực sự ưa nhìn nhưng thiếu ăn nói hài hước lại thấu hiểu của anh khiến cô gái quyết định sẽ hẹn hò ông Lê. Trước đó, cô gái vẫn tưởng bạn trai mình là một gã mập như bức ảnh mà anh gửi cô. Từ lúc quen đến lúc trở thành người yêu trên mạng, cả hai vô cùng hợp nhau. Và sau gần một năm như vậy, cho rằng tình cảm đã đủ chín mùi, cả hai hẹn gặp nhau ngoài đời thực. Vì đã được nhìn hẳn bạn trai mình từ trước nên cô gái cũng không kỳ vọng gì quá nhiều, điều cô cần chỉ là anh bên ngoài cũng vui vẻ và yêu thương cô như đã hứa mà thôi. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay lần gặp đầu tiên của hai người. Khoảnh khắc diện kiến bạn trai, cô nàng gần như bị sốc bởi ngoại hình của anh chàng hoàn toàn chẳng giống như trên ảnh. Đẹp trai là tất cả những gì cô nghĩ được trong đầu, bởi thực tế bạn trai cô ngoài đời không hề béo, ngược lại còn cao gầy đúng chuẩn soái ca. Tuy nhiên đây mới là gương mặt thật của anh bạn trai. Đúng chuẩn soái ca nhé. Tới lúc này, cô nàng mới phát hiện ra mình cũng vừa ăn một cú lừa nhờ hẹn hò ông Lê, có khác chăng đây là một cú lừa vô cùng ngọt ngào. Vì muốn thử lòng bạn gái nên chàng trai mới gửi cô những bức ảnh đã photoshop xấu đi của mình. Sau khi câu chuyện được đăng tải, phần lớn cư dân mạng đều chúc mừng cô gái, đồng thời nhau nhau thể hiện sự gato, ngưỡng mộ rê, hẹn hò qua mạng mà gặp đúng cực phẩm, bạn nữ này may mắn thế, chắc bạn nữ này cũng xinh lắm đây, dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc nhé, trời à, giờ còn có cả bạn trai qua mạng nhà người ta đúng là không làm tôi thất vọng thế này nữa hả?